Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi Big Up. Thì ở tập trước các bạn, mình lại tiếp tục nhận được rất rất là nhiều sự ủng hộ của bạn. Ở tập trước mình nhận tiếp tục hơn 3.000 like các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ ở tập trước cũng như comment cho mình ở tập trước nha. Thì ở đây các bạn, mình đang xây dựng cho mình căn nhà nhỏ nhỏ này nè. Hiện tại là mình cũng chưa có vật liệu nhiều các bạn, cho nên là làm một căn nhà nhỏ nhỏ thôi. Mình đang cố gắng kéo cái phần vách tường lên. Với lại mình đang dự định á là mình sẽ làm cho mình những cái khung cửa xung quanh nè, mấy cái cửa sổ á. Còn đây là cái cửa đi nè, cửa đi ra đi vô nè. Thì ở trong cái phần chơi các bạn, mấy cái khung cửa đó thì nó thuộc dạng số chẵn, cho nên là mình đã thiết kế cái căn nhà của mình nó theo cái con số chẵn luôn các bạn. Và công thức chế tạo thì lần trước mình có học cái công thức chế tạo mấy cái cửa, mấy cái đồ bằng đá nè bạn. Đó, cửa đá cũng có luôn ha, cửa sổ bằng đá cũng có học luôn rồi nè. Bây giờ thì chỉ cần lấy đồ ra để chế tạo thôi các bạn. Mình sẽ chế tạo cho mình một cái cửa đi ha, với lại mấy cái cửa sổ luôn. Đó, cửa đi thì ở đây các bạn, bấm bấm, bấm số bấm một cái. Đó, ngon lành luôn. Mở ra, đóng lại, ok chưa. Ở phía đằng sau này mình dự định là sẽ có một cái cửa sổ nè. Mà cái này thì tắt đi nha, chỉ để nên lát nữa nó chế tạo cho mình thêm một cái rồi đó. Rồi, cửa sổ thì đặt ở phía bên đây luôn. Đó, cái cửa sổ thì cũng hai ô luôn các bạn. Mình dự định là có hai cái cửa ở phía bên đây một cái nữa. Và phía đằng trước thì làm thêm hai cái nữa các bạn, để cho đẹp ha. Đây, phía đằng trước thì thêm hai cái nữa. Và để góc nhìn này cho nó dễ hơn. Bấm chữ Q để chữ E các bạn, chữ E để cho nó xây lại ha. Bên đây thì cũng xây lại luôn. Rồi xong. Vậy là đã xong cái phần cửa các bạn. Bây giờ thì mình cần phải làm thêm cho mình cái phần vách tường. Mình sẽ kéo cao lên phía bên trên. Đây mình sẽ chế tạo cái phần wood các bạn. Vách tường trong này thì wood nè. Wood trong này mình sẽ chế tạo khoảng tầm 60 cái các bạn. 60 cái đi. Rồi lát nữa mình sẽ chế tạo luôn cái trần nhà nữa các bạn. Xây dựng ở trong cái game này các bạn giống như đập block vậy đó. Đặt cái nó nổ bùm 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 bùm. Ở đây xây dựng sai các bạn. Có thể bích up lại luôn nha, không cần phải đào đập đó các bạn. Bấm đè ship, bấm nút F một cái thôi. Ở chỗ này sao xây dựng không được vậy ta? Sao chỗ này nó không cho mình xây á? Bên đây cũng vậy nè. Ôi nó bị gì á? Đây coi coi. Sao vậy? Ôi sao nó không cho mình xây dựng đây? À được 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 nè. Hơi khó bạn. Hơi khó canh á. Đó. À, ok. Hơi khó một chút các bạn. Và ở đây thì mình đã có được cho mình cái phần vách tường bạn. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm cho mình cái trần nhà nữa ha. Trần nhà chắc là làm bằng gỗ luôn đi. Gỗ ở trong này thì bấm chữ qua ở trong này thôi là được. Đây, cái này là trần nhà bạn, mình sẽ chế tạo khoảng tầm chắc là 60 cái đi. Đó, cái nào cũng 60 cái hết luôn. Và cần có cầu thang để leo lên leo xuống nữa. Cầu thang này thì nó chiếm chỗ lắm. Cho nên là mình sẽ học cái cầu thang này đi. Đó. Cầu thang này cho nó đỡ chiếm chỗ ha. Rồi cầu thang trong này chế tạo khoảng tầm 4 cái đi. 3 cái nè, 4 cái. Ok. Rồi chuẩn bị đặt cầu thang ra để leo lên trên luôn. Cầu thang thì để góc này đi. Để trong góc cho nó gọn. Rồi leo lên. Ủa. Phải bấm E vô cầu thang mới leo lên được các bạn. Trời ơi. Cồng kềnh dữ nha. Rồi luôn bấm lộn. Nó chế tạo thêm một cái nữa rồi. Đây thì xây dựng luôn cái phần trần nhà bạn. Trần nhà thì bắt đầu cho mình khép kéo ra nè. Đó, còn hồi nãy là cái phần vách tường nha. Vách tường thì nó không cho mình kéo ra đâu. Cái trần nhà thì không có để dưới đất được luôn. Bắt buộc phải để đúng ở trên mới được. Và phần trần nhà thì cũng không có dính vô trong cái vách nhà được các bạn. Mà phải để trên này nè. Rồi sau đó thì kéo ra nó mới chịu. Rồi ok. Khó ha. Sau này đường nào mình cũng phải cần xây dựng thêm mở rộng căn nhà đó bạn. Căn nhà này thì kiểu như nó căn nhà khởi đầu thôi, cho nên nó hơi nhỏ nhỏ một chút. Vật liệu bây giờ thì cũng không có nhiều, cho nên là cho nó nhỏ nhỏ thôi. Và vẫn bị thiếu ha. Vẫn bị thiếu hai ô các bạn. Gỗ thì dưới mình bọn ngựa của mình còn. Đây, bọn ngựa trong này còn nè. Đây còn một ít thôi. Ít thì mình sẽ chế tạo theo kiểu một ít. Còn phía bên dưới này thì đứng sẵn dưới này mình chế tạo, mình xây dựng thêm cái phần giềng ở trên nữa bạn. Ở dưới thì cái sàn nhà bằng đá, thì trên này cũng làm bằng đá luôn, kiểu như cho nó điểm nhấn bạn, chia biệt ra phần gỗ ra ha. Chứ còn sử dụng toàn bộ bằng gỗ không á thì nó cũng chìm lắm. Cho nên mình có đá nè, mình lấy ra luôn để mình sử dụng. Đó. Ok, qua phía bên đây luôn.
chỗ này sao vậy? Ok, phải đứng gần bạn, đứng xa quá cũng không được ha. Rồi xong bạn, mình xây dựng xong căn nhà chắc là mình cũng sẽ đi bắt thú các bạn, đi vòng vòng xem coi có con gì đó lạ lạ mình bắt luôn ha. Đi thẳng đi, hấm khóa map luôn. Rồi ok chưa? Rồi bạn, như vậy là mình đã có căn nhà. Ở ngoài này thì mình dự định là mình sẽ làm thêm cái phần lan can nữa. Lan can thì mình sẽ coi coi phần đá trong này nè. Đá trong này thì chắc sẽ chế tạo khoảng tầm 60 cái hay 40 cái. Thôi 50 cái hả bạn? 50 cái ha, thiếu thì chế tạo thêm. Cái này thì mình phải nhấn E, nhấn Q nữa ha. À, nhấn Q đó để thay đổi nè bạn. Thay đổi kết cấu của nó nè. Oh, hình bốn góc rồi bạn. Đoạn này là hẳn nha. À, cái này thì nó không có tự liên kết với nhau được. Nó không có tự liên kết giống kiểu Minecraft bạn. Cho nên là phải nhấn cái này để cho nó, à nó liên kết lại nè. Ok, hay 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 nha. Thôi thì mình sẽ up cho xong mấy cái góc đi bạn. Mấy góc cho mày nha. Đó, quay cho nó liên kết lại với nhau thôi. Lát nữa mình sẽ lấy cái đường thẳng đó bạn. Mình up cho nó thôi là xong. Bây giờ up cho cái phần góc đi. Đây vậy cho nó nhanh. Rồi, bây giờ thì bấm Q để cho nó chuyển qua cái phần thẳng nè. Đó, bấm vậy kéo 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 qua luôn. Kéo vậy cho nhanh nha. Đó đó, bập 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 bập. Chết rồi, chết rồi. Ok, bích up lại được không? À, bích up là được nè. Bích up lại nghe cái bùm giống như nó bị đập bỏ vậy đó các bạn. Đặt ra thì cũng cái bùm, mà lấy vô thì nó cũng cái bùm cái luôn. Rồi xong bạn. Ủa bên đây còn hả? Chưa xong đâu. Up phía bên đây nữa mới xong. Wow, còn dư một cái à, vừa đủ ly y luôn các bạn. Ui ui, hay vậy. Mình chế đại hả các bạn, vậy mà vừa đủ y luôn á. Cái tầng ở phía bên trên đó bạn, sau này mình sẽ kéo thêm lên phía bên trên nữa để xây những cái tầng ở phía bên trên cũng được. Và phía bên trên đó thì mình đang dự định á là cho con bờ te của mình nè, cái đầu ở trên này các bạn. Ok chưa? Đó, ở trên này thì nhảy xuống có mất máu không? À, không mất máu luôn ngon. Ở phía bên trên này đậu luôn nha. Rồi ok ok, ngon lành luôn các bạn. Và chắc là sẽ làm thêm cho mình một vài cái rương chứa mình để ở trong nhà nè, chứ đầu hiện tại mà mình để ở phía bên ngoài này thôi. Bây giờ chắc là phải làm thêm rương chứa bạn. Để đem đồ vô trong nhà ha. Đồ ở đây mình để lung tung lắm. Đồ này thì từ từ mình sẽ chuyển vào trong nhà sau đi. Còn bây giờ thì mình chế tạo cho mình mấy cái rương chứa, cái rương trong này nè. Chế tạo khoảng tầm 4 cái đi các bạn. 4 cái hay 3 cái cũng được. Rồi, bỏ trong này luôn nha. Để trong này luôn các bạn. Rương hình như để hơi ngược ngược hay sao rồi. Nhưng mà kệ nó lỡ rồi. Có bích up lại được không? Nó không cho mình bích up lại các bạn. Chỉ có đập phá thôi ha. Thôi thì lỡ rồi. Cho nên là thôi, cất đi trong này luôn đi. Mình phải lấy đá ra phía bên ngoài chứ. Đá ra phía bên ngoài, rồi coi phần linh tinh này thì chắc là cất vô bớt. Cất vô bớt đi, để cho nó đỡ nặng người của mình. Mình còn cái phần cầu thang ở phía bên ngoài mình chưa up xong nè. Đó, cái phần cầu thang phía bên ngoài nè. Cho nên là mình sẽ chế tạo luôn cho nó chưa xong mới đã. Đây thì chế tạo khoảng tầm 30 cái thì 30 cái đủ không ha? Thôi cứ chế tạo trước 30 cái đi, không đủ thì chế tạo thêm. Rồi, cái cầu thang này nó cũng giống giống vậy bạn. Vô mấy cái góc này nè. Vô mấy góc thì cần phải thay đổi cái kết cấu của nó mới được. Và hồi nãy mình để phía này sai ha. À, nãy xây phần ở phía bên trên bạn. Nó rớt xuống phía bên dưới này luôn nè. Hàng gì, vậy là dư một đống luôn rồi. Bấm như vậy luôn nha. Rồi đây thì bấm quy một cái để cho nó liên kết vô luôn. Chỗ này phải quyền cái hả? À, vô trong cái góc các bạn. Nó không có tự liên kết ha. Bắt buộc mình phải tự bấm quy để cho nó liên kết đúng theo với cái cách của mình. Đó, bên đây thì ôi, có cây berry ở đây các bạn. Nó dính vô trong cái cầu thang luôn nè, nhìn cũng hay nha. Rồi, như vậy là đã xong. Đá thì chắc là cất tạm trong này đấy các bạn. Vật liệu xây dựng cái kiểu mình để ở trong này, bỏ trong này bớt đi, cho nó đỡ nặng người của mình. Rồi phần đồ linh tinh nè, cất vô trong này luôn. Đồ ở ngoài chắc là từ từ mình sẽ đem vô trong này sao đó các bạn. Lần trước thì mình đã chế tạo được cho mình cái bàn này. Cái bàn này hình như là mình có đồ đồng nữa các bạn. Đồ trong này mình có nó nấu được cái phần sắt ở trong này nữa nè. Sắt ở trong này như là mình chưa có đủ level để học đồ sắt thì phải. Đồ sắt trong này iron nữa bạn. Đồ iron trong này thì yêu cầu tới lận level 40 lận ha. Và mình có thể học được công thức chế tạo được cây kiếm nè. Cây kiếm copper, cây giáo copper với lại cây đao hả? Cây đao copper xương các bạn. Nhưng mà nó cần có rất nhiều cấp bơ, mình sẽ học luôn đi. Học hết luôn các bạn. Học hết luôn nha. Ok chưa? Cái đao sắt. Đao sắt thì chưa có học được ha. Cấp bơ thì mình chưa có farm nhiều. Cấp bơ mình nhớ là mình có để ở ngoài này phải.
Để coi coi còn bao nhiêu cái copper ha. Copper trong này 6 cái ha. 6 cái để mình coi coi. Chế tạo được cái gì nha. Xem có chế tạo được món vũ khí gì nữa không. Đồ có cây giáo hả các bạn ơi. Cây kiếm này thì yêu cầu tới tận 8 cái. Mình có 6 cái không đủ. Còn cây nỏ này thì yêu cầu 12 cái các bạn. Cây đao này thì yêu cầu 16 cái là trời ơi. Rồi chắc là chế tạo cây giáo đi ha. Không đủ thì chế tạo cây giáo thôi. Rồi mình sẽ để bộ dụng cụ của mình xuống phía bên dưới. Cây giáo thì lấy ra luôn để sử dụng. Copper thì còn có một cái thôi. Ống dòm thì chắc là để cây giáo lại ở nhà đi các bạn. Cây giáo độ linh tinh thì mình sẽ để phía bên đây. Ok. Rồi. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã ổn các bạn. Ra uống nước cái rồi mình sẽ đi lên đường luôn á. Đi lên đường mình sẽ sử dụng bọn ngựa của mình các bạn. Đây bọn ngựa này của mình ở tập trước mình đã bắt được các bạn, rất là ngon luôn á. Mình đang cho nó cầm cây rìu để đi farm gỗ nè. Ờ đúng rồi, mình farm gỗ mình có được cái chòi non các bạn. Để trước khi đi mình sẽ trồng cây xuống nha, trồng cây để sau này còn còn farm nữa chứ không lấy gỗ nữa các bạn, chứ để chặt hoài nó tuyệt chủng luôn á. Rồi đi thôi các bạn. Quý bên đây thì có mấy con này hả, nhảy vô để luyện cấp luôn, đánh luôn đánh luôn. Bây giờ mấy con này nó đánh cũng đau dữ ha. Nhưng mà mấy con này thuộc dạng hiền hiền, luyện cấp với mấy con hiền hiền luôn các bạn. Bờ te thì chắc là đánh nó dòng đam không kịp quá à. À được luôn nè. Ồ dòng đam được các bạn, dòng đam nó chết luôn á. Lấy luôn phần da của nó các bạn. Rồi heo luôn nè, gà luôn, lên cấp các kiểu luôn. Cộng con này mình thấy máu nó hơi yếu các bạn, cho nên cộng thêm chút vô ha. Đam thì chắc là đánh từ từ cho nó ngủ chắc cũng được, sợ mình tăng đam mạnh quá đánh nó chết luôn các bạn. Nếu không ngủ thì coi như là toan, cho nên là đánh ít ít thôi, nhẹ nhẹ tay thôi, đánh cho nó ngủ. Đánh cho nó ngủ thì mình còn có dùi cui chứ, mình chưa có chế tạo dùi cui đúng không. Dùi cui thì lần trước mình thử các bạn đánh hư rồi, cái dùi cui này cũng nhanh hư lắm, cho nên là chế tạo nhiều nhiều chút. À cho nên em nó giữ nha. Ok bây giờ thầy vô trong luôn, nhảy vô mấy con này để luyện cấp, luyện cấp luôn là tiếp tục lên cấp phải không. À chưa, mới được nửa SK thôi. À, đi vào trong khu vực này mình thấy có con gì đó xanh xanh trên này. À con cóc các bạn. Ok con cóc này level nhiều nha. Con cóc này thì ồ 24 các bạn, 24 hả, 24 thì bắt thử luôn ha. Đây đây mình sẽ bắt thử luôn các bạn, đây thử luôn nha. Bắt thử con cóc này luôn, thử đây được không. Nhảy vào chụp một cái đập đập tới luôn. Ui nó cắn mình đau chứ nha. À nó ngủ rồi, nó ngủ rồi. Bye, stop stop stop. Con cóc này chắc là mình nghĩ nó sẽ ăn thịt đó các bạn. Trong người con này thì thịt nhiều lắm, cho nên là thoải mái thoải mái. Bỏ cho nó ăn luôn nha. Mỗi lần mà mình e xuống hỏi cái người cái con bỏ ngựa đó các bạn, là kiểu gì mình cũng bay lơ lửng vậy nè. Đi không được, phải cà nhảy mới được. Bỏ ngựa này nó lỗi hay sợ luôn á. Rồi chờ đợi xem qua em này nó ăn chưa nha. Đó nó ăn cũng nhanh đó bạn. Hãy coi mình coi coi. Cái yên cưỡi của nó là tên be đúng không. Đây bấm be trong này thử coi. Không thấy yên cưỡi. Trong này không có nè. Bên đây thì có yên cưỡi không. Ờ level 36 lần hả. Vậy là chưa cưỡi em nó được rồi các bạn. Vậy thì cho em follow đi theo mình thôi, để có gì đánh phụ nha. Ok chưa. Đi vòng vòng tìm hả các bạn. Ở đây là cái rìa của cái map nè, nó không cho mình đi ra phía bên ngoài được, cho nên chỉ đi vòng vòng đây thôi. Và mình đang ở hướng phía bên đây sát cái rìa luôn nè. Hàng gì. Và em cóc thì chưa cưỡi được. Ui 39 luôn hả. Thôi 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 thôi, level 39 cho qua nha. Rồi nó cắn mình chết luôn nữa. Và phía bên trước thì có con heo. Ua heo hình như là heo quên méo các bạn. À được 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 được. Đây 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 đây. Qua phía bên đây luôn nha. Xem coi heo này level cao cao mà mình bắt em heo luôn. Là một đội ngũ luôn các bạn. Đi tới đâu thấy con nào mình thấy con ngon các bạn bắt luôn á. Con này thì level nhiêu đây. Trời ơi level có 4 hả. Thôi level 4 thì con này level 10 nè. Đánh luôn các bạn. Để vô chụp đánh cái kiểu luôn. Rồi nó ngủ rồi. Đập cho nó chết luôn. Và có thêm công thức chế tạo cái đôi giày mới. Phan 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 phan. Nhảy vô đánh. Đánh phụ đi cưng. Đúng rồi. Ôi con cóc nó cắn phụ mình kìa. Ngon. Và lên cấp nữa đây. Cộng thêm chút đam lên đi. Và lên được cái đôi giày mới để mình học công thức luôn nha. Đôi giày này nè. Đôi giày này khi mà mình té hình như là không có bị đam đâu bạn. Không có bị dính đam ha. Hình như nó giúp cho mình nhảy cao nữa nè. Đôi giày có ha. Mấy cái lò xo ở phía dưới nè. Hay hay. Cần có titin nè. Ôi lấy tao cần có copper nữa. Mình sắp tới phải đi đào copper nhiều nhiều chút các bạn. Đi mai thêm rồi ha. Để mình kiếm thêm phần copper. Và phía bên trước thì ui raptor luôn. Ở khu vực này nó spawn ra mấy con raptor nữa nè. Nhưng mà level 10 thôi à. Có 148 máu thôi các bạn. Khá là yếu ha. Con raptor chắc là thiên về chạy nhanh rồi. Còn con quỷ này thì level 50 luôn kìa.
Raptor thiên này chạy nhanh đúng không? Cây dùi cua của mình thì còn nửa độ bền, chắc là để tìm con nữa level cao cao rồi mình bắt luôn. Còn con này thì mình cứ đập nó cho nó ngủ, rồi để cho em cóc của mình nó xử. Ok, à, lấy phần thịt luôn các bạn, lấy bằng thịt bằng cây dùi cua. Không biết có bị hư cây dùi cua của mình đúng không? Hình như cũng bị hư rồi phải, sắp sửa hư rồi nè. Ở bên đây thì ra ngoài đó, ở phía trước cũng có con cá sấu hả? Oh, phía bên kia mình thấy có con cá sấu kìa bạn. À, để coi coi cá sấu này thì ủng lên 17 vành máu của nó thì tới tận 1300 đó nha. Trời ơi, con cá sấu nó trâu dữ rồi. Còn phía bên kia thì con bự bự nữa. Ủa, con này thì 2000 mấy máu luôn kìa. Rồi, con này là mấy con kiểu như spawn ở bên khu vực đầm lầy nữa bạn. Vậy là khu vực này kiểu giống giống khu vực đầm lầy rồi. Và phía đằng dưới thì nó có một cây, hình như là cây ăn thịt. Ghê quá. Và trên thì có con raptor nữa. Nào, cho con raptor này thì level 31 hả? Được, được, được các bạn. Hai cái dùi cui mới lên luôn nha. Mình sẽ bắt cái con đó luôn. Và để con này không tấn công gì hết nha. Ok chưa? Mình sẽ dụ con raptor ở phía bên ngoài để mình đánh luôn các bạn. Đâu? Raptor nó thấy mình chưa? Hình như nó chưa thấy đúng không? Đây, 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 đây. Chơi luôn, dồn luôn. Ai da, nó cắn mình đau dữ vậy. Chạy đi đâu? Ok, ngủ các bạn. Ôi ôi, nhanh kìa. Ngon lành canh đào luôn. Ở có con heo đó hả? Đây đây, chơi luôn con heo. Ờ, heo này level thấp lắm. Thôi thì lấy thịt vậy. Đập để lấy thịt luôn nha. Lấy thịt cho con raptor nó ăn các bạn. Con raptor chắc chắn là ăn thịt rồi. Đây thì cầm cái dùi cui. Mỗi lần tháo qua tháo vô nó cực quá các bạn, cho nên thôi chầm đập luôn đi ha. Hư thì mình sẽ làm cây mới, có thêm đủ ít thịt nữa nè. Rồi để mình lên phía bên trên mình cho con raptor nó ăn luôn, mình sẽ tem luôn và coi công thức luôn nha. Công thức chế tạo yên raptor luôn, thử coi nó có dễ chế tạo không. Trong này thì có thịt, lấy ra cho em nó ăn luôn nha. Đâu rồi thịt đây. Raptor thì ủi tem nhanh các bạn. Ủi raptor tem nhanh nha. Raptor với lại mấy con ấy á. Nếu chứ dưới có cây ăn thịt người, hình như nó phóng, nó phóng phun gì vậy. Và con quỷ này nó dướng này rồi. Rồi xem xong rồi kìa. Nhưng mà mình bị dướng này rồi. Rồi luôn, nó bị dướng đây rồi. Làm sao bây giờ? Ra lệnh cho nó xuống phía bên dưới không được. Và mình thì bị dướng đây rồi. Để mình đào ra nha. Rồi đào không được luôn các bạn ơi. Dướng người nó lại đào không được luôn. Còn không có ra lệnh cho nó đi chỗ khác được. Ây da. Sao giờ ta? Rồi mình mới vừa thoát ra vô lại các bạn thì vẫn y như vậy thôi, không có thể đi đâu được hết luôn á. Bây giờ không biết phải làm sao đây. Mình không có nút nào ra lệnh cho nó đi ra phía bên ngoài hết ha. Cách nào cho nó đi ra phía bên ngoài không nữa. Nhưng mà không thấy có cái lệnh nào cho nó đi giống như ARK hết à. Không có phích sáo cho nó đi ra phía bên ngoài được. Bây giờ mình cũng không biết làm sao đây. Đảo đây thì không được luôn. Rồi đang đứng đây tự nhiên nó lủi lên trên các bạn. Rồi nhưng mà có con heo, con heo, con heo. Con heo, con heo. Con heo được các bạn, con heo sẽ giải cứu mình. Đây đây đây, con heo lên. Con heo lên các bạn. Ui. Đây đây, mình sẽ ra lệnh tấn công, tấn công. À, tấn công rồi kìa. Ok. Wow, hình quá con heo các bạn. Trời ơi, raptor này để coi coi. Mình đã học công thức được chế tạo chưa nha. Xung quanh đây thì mọi thứ cũng ổn đúng không? Rồi, cho coi học công thức raptor luôn các bạn. Raptor cho mày. À, raptor ở level 30 thôi. Và nó cần có gì đây? Quên để ý nữa ha. Raptor cho mày. Ui, còn có da với lại gỗ hả bạn? Là chế tạo được rồi nè. Ở đây. Đây 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 đây. Trang bị cho em nó cái yên lên luôn bạn. Ngon lành luôn. Ok, gửi được raptor luôn nè. Và trên này hình như con Barasaurus đúng không? Mình sẽ cho nó follow mình hết đi các bạn. Ok. Barasaurus này thuộc dạng hiền các bạn, cho nên là đánh được. Ây da, cũng trâu dữ chứ. Nhưng mà không sao. Mấy con này cũng mình mạnh lắm. Đánh được luôn nè, lấy thịt luôn. Trời ơi. Phía bên dưới thì có con raptor nữa kìa. Raptor phía bên dưới nó màu khác nữa. Rồi raptor phía bên dưới là bao nhiêu vậy? Rồi level có 20 thôi. Cho nên là chơi được, đi xuống đánh luôn. Đánh luôn. Rồi cắn 49 máu các bạn. Nó cắn mình lại 55 máu dữ ha. Và lên cấp nữa nè các bạn, cộng thêm chút máu với lại sức mạnh lên nha. Con này hiểu được cái đi nhanh lắm. Phía bên đó mình thấy có con raptor kìa, level 34 hả? Chơi luôn. Đánh chắc là được. Rồi chạy các bạn, để cho mấy con kia nó đánh phụ mình nha. Chạy vòng vòng cho nó đánh. Ây da. Ui xém chết luôn kìa. Ây da. Thấy vậy thôi chứ không có hình thường được đâu nha. Thấy vậy thôi chứ nó cắn đau lắm á. Rồi có thịt nữa nè, để ăn thịt luôn.
Con Raptor này mình thấy là kiểu như nó di chuyển nhanh các bạn. Và Raptor bên đây spawn rất là nhiều luôn kìa. Quấy bên kia nữa. Rồi, 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 con kia bên kia. Level 19 các bạn. Level 19 chắc là đánh được. Và máu hồi phục cũng nhanh lắm. À, mình thấy có con heo các bạn. Đây, đây, lui, lui, lui ra một cái nha. Mình sẽ coi coi. Con heo đó mình bắt được, mình bắt luôn. Raptor thì cũng có nữa. Chắc là mình sẽ sử dụng bọn ngựa đấy các bạn. Rồi, Raptor phía bên dưới mình thấy có một con. Đang đi con Raptor nhanh đó bạn, tự nhiên chuyển qua con này sao thấy nó chậm quá vậy. Đi chậm như rùa luôn á. Và Raptor trên 49 luôn hả. Mình quan tâm tới con heo này các bạn. Mình chưa có con heo này ha. Level 25 nè. Và bây giờ thì sắp sửa tối rồi. 25 thì bắt nó luôn. Bắt nó luôn để cho nó hồi máu cho cái đội của mình các bạn. Đội của mình chưa có hồi máu ha. Con heo đó hình như là heo hồi máu nè. Mà mình đang cầm dù cui bị hư nữa hả. Ai dù cui mới lên đi. Và chết rồi, chết rồi. Nó tấn công. Nó tấn công. Oh no. Ngủ, ngủ, ngủ. Hên quá các bạn. Hên quá, cuối cùng nó cũng đang ngủ. Buổi tối nữa hả. Thì bắt mấy con level thấp thấp về. Từ từ nữa bạn, từ từ mình sẽ nâng cấp lên sau ha. Từ mình sẽ mạnh hơn các bạn, mình sẽ đi bắt mấy cái con level cao hơn. Còn bây giờ thì tạm thời chờ mấy con thấp đi. Mấy con này tem cũng nhanh các bạn. Tem mình bắt đầu hoạt động rồi nè. Và buổi tối nữa rồi. Phía bên kia thì có con Raptor, buổi tối nó phát sáng lên nhìn nó giống như con Alpha vậy ha. Nhưng mà nó chỉ là con quái bình thường thôi. 49. Con này hồi nãy mình bắt bao nhiêu vậy? Có level ba mấy thôi các bạn. Level được có ba mấy thôi. Và mình lại bị kẹt đây nữa thôi. Được rồi, ok. Chắc là cưỡi bọn ngựa đấy các bạn. Chờ đợi con này nó tỉnh lại luôn. Con heo này thì là con Dae đúng không? Để coi coi công thức chế tạo của Dae. Công thức của nó cũng dễ các bạn. Ok, chế tạo luôn. Đó, xong rồi nè. Dae trong này luôn nhá. Đâu rồi? Công thức chế tạo Dae. Yêu cầu có thêm phần tháp các bạn. Tháp thì chắc phải đi chặt gỗ rồi. Hát đi lượm cỏ chứ, quên. Hát đi lượm cỏ. Và cho nó follow mình hết nha. Chạy chạy chạy, hỏi con Raptor đi. Raptor đang ghê lắm. Phía bên ngoài này để mình lượm thêm phần tháp cái đã. Chế tạo yên cửa cho con heo luôn các bạn. Heo thì Dae đây luôn các bạn. Đó, đi tới đâu mình sẽ sinh tồn tới đó và chế tạo luôn tới đó. Bắt luôn các bạn. Không chừng trong tập ngày hôm nay chắc mình sẽ có một quân đội luôn quá. Đi qua khu vực đầm lầy này có nhiều con kiểu như ngon quá các bạn. Cho nên là bắt luôn. Con này thử coi. Hình như là nó. Nè, khả năng hồi máu đó bạn, kích chuột phải để hồi máu. Và nó có hồi máu tự động không? Có luôn các bạn. Ok, bật lên luôn á. Bật lên để nó hồi máu tự động luôn các bạn. Khi mà hết máu thì nó sẽ tự bơm máu nha. Và con heo này để mình coi chỉ số của nó thử coi. Chỉ số của nó thì 3000 mấy, gần 4. 300 mấy các bạn, 300 mấy gần 400 máu ha. Stamina thì food của nó kìa. Ôi, food của nó rất là nhiều luôn á. Mình chắc là sẽ đưa thịt cho nó ăn đi các bạn. Mấy con hồi máu này thường là nó sẽ ăn nhiều lắm. Nó ăn thịt với bóng con heo này nè. Đưa cho nó ăn, để cho nó hồi phục máu lại. Đang bật lên đúng không? Rồi, bây giờ thì vô trong này để tấn công luôn các bạn. Chơi cái con kia luôn ha. Raptor ở trong đó kìa. Hay là đánh cái con Raptor đó luôn. Mình sẽ thử tem con đó luôn các bạn. Để cho con này không tấn công gì hết nha. Mình sẽ vô mình tem thử con này còn được không. Cây dùi cui thì vẫn còn rất là mới. Cho nên là mình nghĩ là có thể chơi được con này. Cho nên là thử nó luôn. Đây 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 đây. Hello hello hello. Vô đập luôn. Ây da, sao bỏ chạy vậy. Gì vậy. Đồng bọn của nó. Đủ đồng bọn luôn phải không. Đủ đồng bọn qua chơi phải không. Chơi nè. Chạy. Ok ngủ rồi. Còn con phía bên kia nữa. Chờ đợi cho con heo của mình hồi phục máu là các bạn. Phan. Là phía bên ngoài cái đã. Lôi. Còn phía bên kia mình thấy là các bạn level tới tận 50 mấy lần á. Nhưng mà nó còn có đồng bọn của nó bên đó nữa. Kìa. Nó có đồng bọn nữa. Đồng bọn của nó thì ngồi level 22. Và phía bên trên thì 60 mấy luôn hả. 60 mấy luôn. Mấy con này thì level yếu quá. Sợ nó chơi không lại. Còn Raptor phía bên trên thì có 49 thôi à. Con này thì yếu đúng không. Chắc là sẽ lấy cung mình bắn nó cực kệ nó quá. Thôi không được. Ra ngoài nó đánh mình chết. Con 50 mấy thì chắc là lên bắt luôn quá. Làm một quân đội luôn bạn. Ở đây gấp tơ nhiều quá. Chơi thử con này nha. Đập. Đập luôn. Đập luôn. Không để nó chạy nha. Dòng luôn. Ok. Ẩu liền. Ngon lành luôn các bạn. Và em heo của mình nó bơm máu lại cho mình liền các bạn. Xịn đó ha. Ngon luôn. Đánh từ từ thôi là được các bạn. Dòng đam chắc là dòng không nổi. Nhưng mà đánh từ từ chắc là được.
Còn trong này thì bây giờ thiếu thịt nữa rồi. Thịt thì có em heo còn không? Xin ít thịt của em heo cái. Ok, em heo vẫn còn bạn. Em heo vẫn còn, nó ăn hơi tốn kém một chút nhưng mà vẫn còn. Cho nên là cho con này một ít cái đã. Để cho nó trở thành đệ tử của mình. Nãy giờ thì chắc là nó đói lắm. Nó ăn kìa. Ok, và xong rồi các bạn. Còn con phía bên đây thì nhà đang bị bay lơ lửng. Tháo được mấy luôn hả? Không, nó qua tới rồi. Nó qua tới rồi. E lên, e lên. Ây da, ây da. Rồi đập, đập. Ây da. Ây da, ây da. Cố gắng bắt con này luôn các bạn. Chạy đi đâu cơn, chạy. Ôi nó chết luôn rồi. Rồi luôn hơi tiếc ha. Lỡ tay đập nó chết luôn rồi. Thôi kệ mấy con này thôi cũng được các bạn. Bắt thêm con này nữa nha. Một con thì tầm 2 cục thịt, 3 cục thịt gì đó là xong các bạn. Và nó đang đói cho nên nó làm nhanh lắm kìa. Cục nữa thôi. Cục nữa thôi nó sẽ trở thành đệ tử của mình luôn á. Và mình lại tiếp tục bị bay lơ lửng các bạn, xòe cánh ra nè. Trời ơi, chim ói đại bàng gì không biết nữa. Rồi phải lên trên em bọn ngựa được mới được. Ok. Rồi, chờ để cho em này nó tỉnh luôn các bạn. Là mình sẽ có một quân đội luôn, Raptor các bạn. Ba con Raptor luôn, một con heo với lại một con cóc luôn. Và phía bên kia thì có thêm một con nữa kìa. Và xong rồi kìa. Level 9 các bạn. Ok, cho nó ở chế độ là bảo vệ nha. Tự động bảo vệ các bạn. Thay vào bị tấn công, phía bên đây luôn để luyện cấp. Tháo cái dùi cui đó các bạn. Tháo cái dùi cui ra chuẩn bị nghênh chiến nha. Đài. Chơi luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Đội ngũ ở phía đằng sau đâu rồi? Phía đằng sau đứng nhìn không vậy? Attack my target. Đây là ok chưa? Mình đánh nó sẽ đánh theo mình ha. Rồi lấy phần thịt luôn các bạn. Đang cần có phần thịt để cho em heo nó hồi máu lại. Chứ em heo nó ăn tốn lắm. Ở đây thì mình thấy có cái rương nè. Mấy cái rương này thường là cho mình cái này của cái móng của con Raptor các bạn. Móng đó thì chưa biết để làm gì ha. Rồi cứ lụm đem về để nhà cất đi. Sao này biết đâu cần. Ở đây thì spawn nó nhiều Raptor lắm. Đi vòng vòng đến spawn nó hoài luôn á. Kìa. Bên kia có thêm một con nữa nè. Nhưng mà level cao. À có 22 thôi các bạn. Đi gần đó là mình thấy ha. Cho nên là nhảy vào để chơi nó luôn. Đánh luôn các bạn. Đó, Raptor lên. Raptor lên nó chiến đấu phụ mình rồi các bạn. Ngon lành luôn. Còn phía đây thì Raptor nhiều quá. Đó, cây ăn thịt nữa nè. Xuống tử cây ăn thịt luôn. Cây này nó bắn tầm xa nữa mới ghê chứ. Càng quét luôn các bạn. Đài 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 Raptor hả. Ủa còn cá sấu nữa kìa. Cá sấu thì mình sợ lắm các bạn. Nó 1000 mấy máu lần chắc là chưa chơi được đâu. Cho nên là thôi né nó ra nha. Né 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 nó ra cái. Raptor thì nó đi ở phía bên bển nữa. Qua bên đó là có biến đó các bạn. Cho nên là thôi đi ở phía bên đây để luyện cấp thôi cũng được rồi. Đây luyện mấy cây này luôn. Nhào vô Raptor. Đúng rồi. Phải nhào như vậy chứ. Ở đây thì tiếp tục có mấy con Raptor nữa nè. Raptor này coi level bao nhiêu nhá. À, level 4 thôi à. Họ thì nhảy vô luôn các bạn. Ây da. Mày luôn vậy. Đây tấn công. Ok, bọn ngựa của mình sắp hết stamina rồi các bạn. Cho nên là cho nó đi đi một mình nó đi. Mình sẽ cưỡi con Raptor luôn. Để cho con này follow luôn nha. Rồi có con cóc. Con cóc nó đi chậm quá, đi theo không kịp. Đánh mấy con hiện hiện gì nè, đó. Ăn thịt luôn. Uầy, con này lấy được thịt rất là nhiều luôn các bạn. Ừ, con này để đi farm thịt ngon á. Đó, nó phải nhảy được nè. Nhảy lên. Nó có kỹ năng nhảy lên các bạn. Nhảy lên một phát chết gà luôn nè. Nhảy lên dậm. Ủa. Ủa bị gì rồi? What? Ủa. Ủa nhảy lên cái bị gì rồi các bạn? À da. Mình đang đâu đây? Rồi luôn xuống dưới lòng đất rồi. Oh my god. Nhảy vô một cái nó bị lỗi các bạn. Trời ơi. Rồi luôn. Bây giờ sao đây? Biến nó block không được các bạn mà mình đang bị vướng. À, đang bị vướng ở dưới lòng đất. Trời ơi. Nhảy một phát. Ôi nó bị lỗi rồi. Bây giờ làm sao đi ra đây? Để coi mình mở rộng ở chỗ này nè các bạn. Nhảy vô con gà mà cái kết. Trời ơi rớt xuống cái dưới lòng đất luôn. Mình đang ở tầng bao nhiêu vậy? Mình đang ở tầng 73 các bạn. Và mình thì đang bay lơ lửng như ở trong này nè. Rồi, được rồi, thoát ra rồi. Thoát ra bạn, nhưng mà vẫn còn đang cái tình trạng là xè cánh đại bàng các bạn. Bay lơ lửng nè. Và con Raptor này của mình thì 4 phút mấy nữa mình mới thu nhỏ lại được.
Để mình thoát ra vô lại cái nha, nó cứ bị lỗi cái các bạn ơi. Rồi mình mới vừa thoát ra vô lại các bạn. Bây giờ thì có thể biến nó thành block được nè. Ôi game này hình như thoát ra vô lại nó cooldown lại hết hay sao á. Cho nên là dễ lắm, thoát ra vô lại thôi là được. Rồi đây giờ thì phải lên tìm đường lên phía bên trên thôi. Ổn ghê luôn á. Ôi, copper. What? Vô tình tìm được copper các bạn. Wow. Trời ơi. Sao một pha nhảy chụp cái con dodo các bạn bị rớt xuống phía bên dưới lòng đất. Thế là tìm thấy được một cái mỏ copper ở ngay phía bên dưới lòng đất luôn. Ôi, ngon vậy. Còn nữa nè. Đem về để nấu các bạn. Sau này sẽ chế tạo kiếm với lại đao luôn á. Tìm thêm cái phần vỏ chi tiên đó các bạn. Hồi nãy mình thấy công thức rồi. Có thể làm được cái là được cái cây đao nữa. Ok, đem về để nấu luôn. Bây giờ phải tìm đường lên phía bên trên nữa đã. Mình đập phá tùm lum tùm la hết luôn. Mình không biết mình đang ở đâu đây. Đập đầu cầu thang để leo lên phía bên trên nha. Vừa đào vừa kiếm thêm copper nữa. Ui có thêm nữa nè. Phải không? Cái này hình như là redstone. Redstone để đào được. À đào được sulfur các bạn. Cái này là quặng sulfur ha. Sulfur này chắc là để chế tạo hút súng hay gì á. Mình nghĩ chắc là vậy rồi. Chế tạo ring powder rồi chế tạo thành hút súng hay gì đó. Sẵn ở đây các bạn. Vô tình phát hiện ra phía bên dưới này đào luôn đi. Lỡ rồi. Tự nhiên nhảy một cái tự nhiên thấy đen thui màn hình. Hết hồn tưởng đâu bị gì chứ. Đào hoài không thấy ánh sáng luôn rồi. À đây rồi đây rồi đây rồi. Đây các bạn. Sao một hồi đào. Ôi ok. Xuống tới phía bên dưới luôn à. Trời ơi. Bây giờ thì cưỡi em cóc. Em cóc này thì chưa có yên cưỡi. Yêu cầu level 36 à, hình như là được rồi đúng không. Yên cưỡi với con cóc hình như là level 36 đó bạn. Trong này thì coi coi. Đây đây bạn đây yên cưỡi đây nè. Cần có chi tin, cần có da với gỗ. Ok. Cưỡi heo gì vậy vậy. Bye bye nha. Follow tất cả đi. Ok đi về đi về đi về. Nhà của mình thì kế bên đây thôi bạn. Hồi nãy mình nhảy mình chụp cái đâu đó đây nè. Cái nó quất một phát cái mình phải đào cái đường xéo lên ngay chỗ này. Rồi con heo này có thể bơm máu ha. Thức ăn của nó thì hết sạch rồi nè. Đúng rồi. Con quỷ này nó ăn dữ lắm các bạn ơi. Giống như bên AMK vậy đó. Food của nó rất là nhiều. Và nó ăn rất là nhiều. Nó ăn càng nhiều thì nó bơm máu cho mấy con đồng đội của mình á. Thì cũng sẽ được nhiều hơn. Rồi con này thì đi chậm quá. Đúng là con heo. Con rắp tên thì chỉ có yên ha. Còn con phía bên đây thì có yên nè. Rắp tên này cũng hai màu khác nhau nữa. Và rắp tên có yên thì mình để trong rồi. Cho nó ra ngoài luôn đi. Và cho nó follow mình luôn. Đưa nó về luôn các bạn. Ok, rắp tên sẽ chơi thử con này thử là được không. À da. À da. Nhảy chụp. À da. Ok. Bây giờ thì có nguyên một cái quân đội ở bạn. Cho nên là khác biệt liền. Đưa em heo của mình xác xác vô trong luôn nha. Sao cưỡi nó hết được rồi. Đây đưa vô phía bên trong luôn. Ngon lành luôn các bạn. Bây giờ số lượng thú của mình bắt đầu tăng lên rất là nhiều các bạn. Sau một chuyến đi vô phía bên bển thôi. Bắt được rất là nhiều dài luôn nè. Và mình thử chế tạo cái yên cho con cóc luôn cái đã. Chi tiên ở trong này thì mình có đó bạn. Chi tiên thì cái yên của con bé đó thì coi coi. Còn có 15 cái chi tiên nữa hả. Ai da. Chi tiên thì hồi nãy có farm được không á. Để mình coi coi. Trong cái con bọn ngựa chắc là sử dụng đánh nhiều quá các bạn. Cho nên là nghĩ chắc là có. Đây đây các bạn. Đây có chi tiên rồi. Chế tạo cái yên cho con cóc luôn đi. Đó ngon lành liền. Cóc thì trang bị cho nó luôn. Còn phần thịt các bạn. Thịt thì chắc là bỏ cho em heo nó ăn đi ha. Đây em heo thì sẽ ưu tiên thịt nhiều nhiều một chút để ăn các bạn. Để hồi phục lại. Còn cóc thì đã có yên cưỡi rồi đúng không. Thử sử dụng luôn các bạn. Làm cóc này nhảy chậm ha. Và bấm, ôi bấm nút nhảy nó nhảy xa cao lắm. Nó di chuyển hơi chậm nhưng mà nó có khả năng nhảy các bạn. Cho nên là nhảy cũng ngon ha. Và nó sử dụng cái lưỡi đúng không. Để mình coi coi. Đúng rồi các bạn, nó sử dụng cái lưỡi nè. Để liếm, liếm mấy con gà luôn. Ôi, tầm xa lắm. Nó có cái lưỡi đánh tầm xa lắm các bạn. Còn có thể farm được thịt, farm được chi tiên luôn nè. Ui farm được thịt cũng nhiều lắm luôn nè. Ôi, mấy con này ngon ghê ha. Ok. Ôi nó farm được thịt kìa. Farm được thịt gà được các kiểu luôn. Đánh mấy con này thì farm được rất là nhiều thịt. Và nó xây đầu lại. Ngon ngon. Farm thịt cho mấy em heo ăn cũng được các bạn. Luyện cấp cho nó ha. Máu của nó thì nhiều không. Ui 300 mấy luôn hả. Và không tăng được cái gì vậy. Có cái dòng ở đây nó bị mất các bạn. Dòng này hình như oxy. À đúng rồi. Con cóc thì lặn xuống nước không cần oxy các bạn. Cho nên là không có dòng oxy ha. Mình sẽ cộng đam cho nó nhiều nhiều một chút. Để đi đánh. Ui lên 60 mấy đam các bạn. Wow.
Ngon á. Được được, đem đi chiến cũng được các bạn. Ngon ngon. Rồi, bay về hết bạn. Ok. Một chuyến đi thôi bạn, rất là nhiều khủng long luôn. Chắc là sắp tới phải chế tạo thêm yên cửa cho mấy con Raptor các bạn. Raptor thì chỉ có mới có ba con thôi. Và Raptor nó cũng khác màu nhau nữa. Để mình coi có phải khác giới tính không nha. Con này con đực nè. À, nó khác nhau ở chỗ là khu vực này là khu vực đầm lầy các bạn. Còn phía đây thì Raptor bình thường ha. Raptor bình thường với Raptor đầm lầy, nhưng mà mình toàn là con đực không vậy? Thì con này con cái chứ. À, con bên đây con đực các bạn. À, phát hiện ra rồi. Ủa con này con đực luôn nè. Ừ, vậy là đầm lầy nó có hai loại giống các bạn. Một á, loại là bình thường, một loại là bên khu vực đầm lầy. Và con này là con cái nè. Còn này là con đực các bạn. À, nghe hay hay nha. Chắc là sau này mình sẽ thử cho nó sinh sản thử các bạn. Làm một cái chuồng thú rồi sau đó thì cho nó sinh sản thử nha. Còn mấy con này thì búp máu lên đi chứ. Bật lên các bạn. Đó, bơm máu các bạn. Rồi, như vậy trong tập ngày hôm nay các bạn mới đi qua phía bên kia có một chút xíu thôi à, là mình đã có được rất là nhiều thú để chiến đấu sau này các bạn. Rất là ngon luôn ha. Luyện cấp cho nó từ từ lên chắc là sẽ ngon. Và trong này thì mình có cái phần copper các bạn, cho nên là bật cái lò lên luôn và bắt đầu nung copper thôi. Wow, thì sao một pha bị lỗi các bạn. Nhảy xuống phía bên dưới lòng đất mình có về được cho mình 72 cái foil copper các bạn. Đó, mình sẽ nung lên để mình sau này mình sẽ chế tạo cho mình cây cây đào đi. Mình sẽ nghiên cứu coi cái phần giáp xương hay là chi tiên gì đó bạn, ở phía dưới kìa, cái mảnh hình tam giác á, mình có farm từ con nào ha. Mình sẽ farm để chế tạo cho mình cây đao này luôn, rồi từ từ lên cấp các bạn, hay là để lên cấp luôn. Rồi, chắc là chừa lại cái phần cấp bơ đó đi, mình sẽ không chế tạo cây đao đó các bạn, mình sẽ chừa để lên level kiểu level 40 đó các bạn. Ai level 40 nè, mình sẽ học luôn cây đao này nè. Đó, cây đao iron luôn ha, cây đao sắt luôn bạn, đồ sắt các kiểu trong này nè, rìu sắt nè. Sắt thì mình thấy là bên cái khu vực sa mạc các bạn, nó có nguyên một cái mỏ khổng lồ phía bên bển luôn. Ở đây có thể nhìn thấy được nè, đứng đây có thể nhìn thấy được các bạn. Đó, phía bên đó đó, chỗ gần mấy cái hạt anh đó bạn, có rất là nhiều sắt. Qua đó đó là farm tha hồ luôn. Còn copper thì mình sẽ sử dụng cho mục đích khác các bạn, để chế tạo máy móc cho sau này nha. Rồi, như vậy trong tập ngày hôm nay thì có một chuyến đi rất là may mắn các bạn, thu hoạch được rất là nhiều khủng long đem về nè. Sau này hai hồ mà đi chiến đấu luôn nha. Còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình đó các bạn, thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp hay cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.